Tôi lập cái trường này không có cái mục đích gì cao cả lắm. Tôi cũng là một đứa bé ở trong viện mồ côi lớn lên. Sau này tôi có cơ hội sang Đức học tập và tôi muốn đưa cái cơ hội mà tôi đã được nhận ở bên Đức về để cố gắng mà thực hành ở đất nước. Để đưa các em đi sang nước Đức thì rất là mắc. Cho nên tôi mới đem cái chương trình ở bên Đức về để giúp đỡ các em. Tôi chẳng qua chỉ là làm một cái công việc là tôi đã được ân nhân giúp. Thì bây giờ tôi đóng vai là trả lại. Những cái ân nhân mà đã giúp tôi thì chắc bây giờ cũng đã qua đời hết. Thì tôi sẽ giúp những cái em mà tới với tôi cũng giống như là một cái hình thức đáp nghĩa, trả ơn cho các ân nhân mà đã giúp tôi đào tạo theo chương trình đào tạo nghề của chính phủ Đức, học và làm song song. Tôi đưa cái chương trình này ra để áp dụng ở Việt Nam là các em vô đây thực tập rất nhiều và học lý thuyết ít hơn. Các em sẽ không có bị nhàm chán trong vấn đề học nghề. Thứ hai nữa là tôi cho các em cái ý thức là không phải học nghề là thấp kém. Và thứ ba nữa là tôi cho các em một cái cơ hội là khi các em học xong, tốt nghiệp, các em nhận được một cái văn bằng của Bộ Công Thương Đức cấp. Và với cái văn bằng đó các em có thể dễ dàng đi làm việc, kể cả khi các em đi làm việc ở nước ngoài. Cái mong muốn của tôi là mong các em thoát ra khỏi cái cảnh khó khăn trong gia đình của các em. Tất cả các em tới với nhà trường đều chứng minh được là các em nghèo, các em có cái giấy hộ nghèo, nghèo lắm. Với cái hoàn cảnh nghèo của gia đình các em khó mà có cơ hội học nghề, cũng giống như khó mà có cơ hội đi ra khỏi địa phương của mình, hoặc là đi làm việc ở những thành phố lớn. Hoặc là nếu mà các em có lên thành phố lớn thì các em cũng chỉ làm những cái việc như là lao động phổ thông hay là giúp việc. Tôi cố gắng tạo cho các em có một cái tương lai, tức là các em được học, các em được có cái văn bằng và khi các em làm việc, các em chứng tỏ được cái khả năng và các em có được cái hợp đồng lao động lâu dài. Và cũng mong muốn là sau này có một số em trưởng thành để giúp đỡ các em khác.